Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Sau sự kiện sư thầy Thích Minh Tự đi khất thực bộ hành thì trên cộng đồng mạng cũng có rất là nhiều thầy sành tinh ma tinh và các thầy thích cúng dường hay nói xấu thầy Thích Minh Tự nha. Hôm nay thì cũng có cộng đồng mạng cũng bức xúc lên tiếng nói về sư thầy Thích Chân Quang, người thì có nhiều cái bài giảng cũng không được hay nha cả nhà, liên quan đến chuyện cúng dường nha, cúng nhà nha. Cộng đồng mạng rất là bức xúc. Hôm nay có một chị đại cũng đứng lên nói về vấn đề này, có nên cho Thích Chân Quang làm trụ trì chùa nữa hay không. Mời cả nhà xem clip và nghe qua câu chuyện này. Là tôi nói đạo Phật đó là có 86.000 pháp môn tu hành, thì chị này nói 84.000 thì tôi sệt lại, sorry mọi người, là 84.000 nha. Nói thêm là mỗi người mỗi kiểu, ai cảm thấy hợp cái nào thì tu kiểu đó. Đó là Phật nói nha, chứ mà tôi nói. Nhưng khối u mê người ta không chịu đâu. Khối u mê nó phải bắt buộc phải giống ông Thích Minh Tuệ nó mới chịu, nó mới hài lòng. Giờ kêu nó kể ra 84.000 pháp tu, nó có kể ra hết không? Mà nó đã thấy pháp tu thứ hai chưa? Rồi nó bắt đầu ra che ổng treo các pháp tu khác. Rồi nó ông tệ là nhất quả đất, nhất trên trời. Muốn so sánh một cái thứ gì nhất trên đời thì phải tóm gọn lại nhiều và rất nhiều thông tin. Rồi bắt đầu là ngồi đó mà so sánh. Đây chưa thấy được cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Là bắt đầu quy chụp tất cả, phải giống như vậy mới được. Cha là trời, nhạt ghê. Tính ra Phật dạy không bằng cộng đồng mạng dạy. Khi tôi nói vậy là bắt đầu vô xỉa sói nè. Nhưng không sao, Dũng thật thà, chuyên nói thật. Nói chung anh nói cho em nghe là bữa nay ở đâu có xuất hiện thằng em này thì nó cũng là lạ, đúng không? Nếu đúng ra cái tuổi đời của thằng em thì bằng tuổi con anh thôi. Anh nhìn chú mày năm nay lối cỡ chừng 35 quay đầu, bằng tuổi con anh thôi. Nhưng mà anh nghe chú mày nói là nguyên một cái lũ u mê theo thằng Minh Tệ, đúng không? Thì anh sẽ giải thích cho chú mày nghe nè. Cái pháp tu của đạo Phật á, là nó 84.000 chứ không phải 86.000 đâu em. Nhưng mà đúng, em nói là ai muốn tu như thế nào là quyền của người ta, cái đó là cái tín hưởng của mọi người, đúng không? Nhưng mà theo như anh nghĩ á, thầy Minh Tệ tức là ông Lê Anh Tú á, cũng không xúc phạm gì tới em nha em nha. Người ta chỉ có đi tu, người ta đi tu theo cái hành đầu đà, người ta xin cơm ăn, nói chung là đi xin đi một ngày một bữa, nếu em có thương lòng thì em cho, còn em không có thương lòng thì em lướt qua. Chứ em cũng đừng có xúc phạm là lũ u mê này, lũ u mê nọ. Em có ăn học mà, đúng không? Thì bây giờ nè, anh cũng đã từng nghe em nói rất là nhiều. Em đăng lên những cái bài nít rất là nhiều. Em hỏi là ông Minh Tệ này, ông Lê Anh Tú này có làm cái gì được cho xã hội, góp ích cho xã hội đồ em. Nhưng anh lâu lên rồi anh cũng không muốn nói đâu. Nhưng anh cũng tôn trọng em, anh nói nhỏ nhẹ đàng hoàng cho em nghe. Vậy thì bao giờ anh hỏi em lại nè, Vương Tấn Việt, phải không? Bây giờ anh không có biết chức quan chức gì hết, tại vì có biết chữ đâu, có biết tu đâu mà tu. Anh hỏi là Vương Tấn Việt làm cái gì có ích cho xã hội này chưa? Nhưng riêng anh là anh thấy chưa. Tại vì á, một con người á mà nó đa hoa xảo trá, lừa trên dối dưới, phải không? Đó như là nó tìm đủ mọi cách hết. Em thấy nó trước mắt không? Sinh năm 1959. Nha. Vương Tấn Việt sinh năm 1959, quê quán ở tại Tây Ninh, sinh ra tại Đắk Lắk, nơi thường trú ở tại là xã Chu Hải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng chưa? Rồi, trước khi đi tu này năm 1981, năm 1982 chạy vào cái chùa, không? Chạy vào cái thường huyện Chơn Nhu của huyện Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh, trốn quân dịch. Đó là thiếu một công nhân, đã thiếu trách nhiệm, thiếu trách nhiệm. Năm 79 là chiến trường Tây Nam mở ra, là chiến trường ca, tất cả thanh niên phải lên đường phục vụ bảo vệ tổ quốc. Còn này là chạy đi trốn nhân nghĩa vụ quân sự thì học được cái gì? Học được lớp mấy? Anh cho được lớp 8 đi. Vậy có bằng tốt nghiệp cấp 2 chưa? Chưa. Đúng chưa? Cho tới năm ngày 12 tháng 4 năm 1989, 31, 32 tuổi rồi mới có cái bằng tốt nghiệp bổ túc. Nghe em nha.
Cái này là bằng không bằng cấp 3 mà bổ túc nha, học bổ túc mới được cái bằng cấp 3 đó, là do giám đốc sở không giáo dục thành phố Hồ Chí Minh là Vương Thị Tầm, đúng không? Vương Thị Tầm cấp cho ngày 12 tháng 7 năm 1989, 31, 32 tuổi rồi mới có được cái bằng đó. Vậy thì 5 năm đại học đâu bỏ đâu. Giờ cho ôn thi đại học đi, mình cứ tính ra là ôn thi đại học. Nếu mà thi cái đại học á thì đại học tại chức á, đúng không? Cái bằng bổ túc cấp 3 mà đi hại đại học tại chức thì bao nhiêu năm? 5 năm thi đại học tại chức. Thì cái bằng đại học tại chức thì không có cái nào mà gọi là xuất sắc được hết, một cái trung bình, một cái khá và một cái giỏi thôi. Ở đâu ra một cái ở đâu ra mà là xuất sắc, cử nhân xuất sắc ở đâu ra? Đó là chưa nói tới cái bằng tiến sĩ. Anh thì không học gì, cha mẹ anh cũng dán nhịn ăn nhịn uống cho anh đi học, cũng anh cũng biết chút ít, đúng không? Thì nếu mà tiến sĩ thì thấp nhất là 48 tháng, đúng chưa? Em bà nhà cái thạc sĩ với lại cái cao học là chung một lúc, bỏ đi cho nó vượt cấp đi. À, thì nếu mà cái tiến sĩ này chứ không phải chuyện giỡn, đúng không? Tiến sĩ này thấp nhất là 48 tháng, vừa làm vừa học, ít nhất phải là 5 năm, 4 năm, đúng không? Còn nếu cho em có giỏi cỡ nào giỏi thì cũng 36 tháng. Thầy vừa lừa trên dối dưới chưa? Đó, rồi còn á, đưa lên đứng giảng đàn là nó có tiền là mua hết. À, mua hết, muốn lên chức là phải có tiền mà mua hết, mua luôn cả cái này mua cái kia, mua hết, tự mình khai luôn đó. Em thấy có ích gì cho xã hội chưa? Mà bây giờ từ khi mà giảng đó, thì em tụi em cứ nghe đi, giảng cái gì mà đem lại cho đất nước này được đâu. Bây giờ mình một vị tu sĩ nha em nha, em trai nha, em nên nhớ kỹ, em ngồi em suy nghĩ lại, cha mẹ em có cho em ăn học thì em phải hiểu biết cái chỗ này. Nếu mình vị tu sĩ thì mình nên đi học cái bằng cấp Phật học, chứ mình không có học lực, đúng không? Lấy cái bằng học lực, lực tiến sĩ của Hà Nội, đúng không? Nếu mà tiến sĩ học lực đó thì em nghĩ ra làm gì? Điểm thứ nhất là viện trưởng viện kiểm sát, hoặc là viện phó viện kiểm sát của tỉnh đó, tại là bằng tiến sĩ mà, đúng không? Hoặc là chánh án tòa án nhân dân của tỉnh, hoặc là cái gì là đoàn luật sư của tỉnh, chứ không ít. Mình gì tu sĩ mà đi học cái đó làm gì? Đâu cần học đâu em. Quan trọng là mình với cái tâm và cái pháp của mình, hàng ngày mình luyện pháp, mình giảng cho Phật tử nghe cho nó chí tình chí lý. Em nghe Vương Tấn Việt giảng được cái gì rồi? Chính miệng em cũng nghe chứ. Năm nay Việt Nam ta nước lũ nhiều đó, là do Hà Bá. Biết Hà Bá luôn, biết có Hà Bá luôn. Hà Bá muốn lấy vợ, đúng hay sai? Anh chỉ hỏi những cái câu hỏi đó vậy thôi, đúng không? À, vậy thì bao giờ những người ca sĩ, nghệ sĩ người ta đi ca, đi hát, cái đó nó cũng nằm trong bộ văn hóa đó, à, bộ giáo dục và bộ văn hóa đó, đúng không? Đi ca hát trên thế giới này tất cả đều chết xuống thành ma câm hết luôn hả em? Rồi, trong cái 10 cái giới sa di của vị tu sĩ đó, thì em thấy có vị tu sĩ nào mà đeo đồng hồ, giữ nhà, giữ tiền, giữ bạc, giữ đất, giữ cát không? Giữ vàng, giữ bạc đi xe sang không? Không. Đó là lập hàm giới rồi. Cái giới thứ hai, cái giới dâm dục, tà dâm đó, tôi gọi là dâm dục đó, có không? Có. Anh khẳng định là có. Đó không? Còn cái giới thứ ba là cái giới sâm si. Cái giới thứ tư là cái giới sát sanh. Có sâm si không? Có. Và cái giới sát sanh có không? Có. Anh dám khẳng định là có. Còn cái giới cuối cùng là ăn cơm trần gian, nói chuyện âm phủ với thiên đình không à. Biết thiên đình là tiên đẹp luôn, biết ăn âm phủ luôn, biết câu cá là một thằng lừa dối gạt, nói toàn là chuyện gì đâu. Người ta đi tập thể dục thể thao, người ta dồi dào sức khỏe, cũng nói được luôn. Thì em nghĩ có đem cái tích gì cho tới xã hội đây? Còn bây giờ thầy Minh Tuệ, đúng không? Tức là anh Lê Anh Tú, đúng không? Ông xong cấp 3 rồi, ông lên đường, ông nhập ngũ. Ông nhập ngũ xong rồi về, ông thi vào trung cấp, đúng chưa? Ông cũng chưa mít lòng, chưa có một cái tiếng tai, chưa có một cái gì hết, đúng không? Lên đường nhập ngũ, làm hoàn thành nhiệm vụ của một công nhân của đất nước Việt Nam, đúng không? Đó là ông Lê Anh Tú nha. Xong rồi, đúng không? Về và đi làm thuê, làm mướn, đi làm địa chính. Cuối cùng đấu đá giành giật. Ông cũng nói ngày xưa con tưởng đâu là con làm có tiền nhiều để có hạnh phúc, nhưng không.
đúng không? Cuối cùng ông mới chọn con đường tu hạnh của ông. Thì ông đi xin mỗi ngày một bữa cơm, ai có lòng thì cho, không có lòng thì thôi, chứ mắc mớ gì mà cái kêu lũ u mê này lũ u mê nọ. Rồi em kêu thằng này thằng nọ để làm gì, người ta có xúc phạm tới em đâu. Em trai ơi, em tỉnh lại đi nha em nha. Anh hình như nếu mà đúng ra là chú kêu con tới bằng con lận con. Chú 54 tuổi rồi con. Con mới có 30 tuổi. Chú 24 tuổi chú đẻ được con đó. Nha con nha. Con bớt lại, con bớt lại. Hết đăng clip này tới đăng clip nọ con bớt lại. Ở đây chú lấy cái tư cách đó, làm chú của con. Nha, chú nói cho con nghe. Nha con nha. Con cũng giảm bớt lại đi, đừng lên nữa, đừng có nói nữa. Nha con nha. Nói cái không? Cái pháp của Phật, không? 8.400 mà con nói 8.600 là con đã sai. Con chính chưa hiểu được cái gì của Phật hết. Con trước khi con yêu mến người đó, con yêu mê người đó, con thích người đó, con có tìm hiểu về một cái lý lịch của người đó là bao nhiêu tên, không? Thích Chánh Tiến là ai, không? Thích Thông Lạc là ai, thích Thông Quyển là ai, thích Chân Quang là ai, không? Lúc thì trong giấy chứng minh nhân dân là sinh năm 1970, năm 1959, thấy vừa lừa trên dối dưới chưa? Giờ chú chưa nói tới cái chuyện gì khác hết, chú chỉ nói cái phần này thôi. Là con tự tìm hiểu nha con nha, chú không xúc phạm tới ai hết, chú nói nhỏ nhẹ cho con nghe, rồi con tự tìm hiểu và con bình tĩnh lại, con sửa đổi lại. Con đừng có lên mạng mà con gọi thằng này thằng kia, lũ này lũ nọ, lũ u mê, lũ này lũ nọ. Con coi chừng con đó. Tại sao chú nói con coi chừng không? Thấy không? Con nhìn kỹ lại con đi, gia đình con đi. Quà tới đó. Nha con nha. Con... Người nhá, để mọi người thấy chưa, sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ ấy, em nghĩ nó không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, không phải tình cờ xuất hiện đâu. Nó giống như một sự sắp đặt mọi người ạ. Từ khi thầy xuất hiện thì có 3 cái vấn đề chính, 3 cái việc lớn mà em thấy. Thứ nhất là thầy Chân Quang. Đó, Thích Chân Quang là bị tức là bác những cái video bị đào lại, cái tính đúng sai của Phật pháp, cái tính nhân quả của Phật pháp đều bị đào lại và đều bị kiểu như là để cho cả xã hội thấy đó là một sự sai trái. Sau đó thì đã bị cấm thuyết giảng 2 năm, bị gỡ các video xuống. Đó mọi người ạ, cái sự xuất hiện để cho thấy là đâu là những cái không đúng với đạo Phật đã được lôi ra. Thầy không có làm gì mọi người nhé, chỉ là một sự xuất hiện thôi. Chỉ là mọi người nhìn thấy, mọi người cảm thấy và mọi người hiểu thấy thôi. Và một cái nữa đó là cái ông Thích Nhuận Đức cũng bị dừng luôn. Nói chung là những có ai mà có những cái phát ngôn không đúng đắn về đạo Phật đều phải dừng lại mọi người ạ. Thứ ba đó là chùa Ba Vàng, thầy Thích Trúc Thái Minh, rất là nhiều những cái video đi khất thực cũng bị đào lại mọi người ạ. Khổ chưa, bị đào lại, bị người ta lôi ra giống như là công kích và chế giễu, bởi vì nó không đúng với khổ hạnh. Khổ hạnh đi ở trên núi, đi từng bước như là đi dạo, mọi người phải trực sẵn để khất thực, phải đi bao tay để biếu lên các thầy. Trời ơi, em nghĩ đấy là một cái video ca nhạc hoặc là video giải trí hơn là cái việc đi khất thực. Mà không hiểu sao các thầy lại có những cái tư duy, những cái suy nghĩ làm về khất thực nó lại đầy tính chất nghệ thuật như thế. Mà không có cái tí gì gọi là khổ hạnh ở đây cả. Đó, ai xem người ta cũng sẽ thấy, ai xem người ta cũng sẽ hiểu. Và có một cái đó là khóa tu mùa hè dừng lại. Thì em đang hiểu là tại sao một cái chùa như chùa Ba Vàng tất cả đều mọi người đều thấy là một cái hình thức kinh doanh rồi, mà tại sao khóa tu lại là miễn phí. Đó, mọi người vào comment khóa tu miễn phí rất là nhiều. Vậy thì lấy ở đâu ra để nuôi hàng nghìn người? Em nghĩ là không có gì miễn phí đâu mọi người ạ. Nhưng như bản thân em thì đã từng đi tham gia một khóa tu miễn phí thật sự mọi người nhá, thật sự. Cái khóa tu này thì em cũng không có quen biết ai cả. Thì em mới thấy là ở trên mạng người ta đăng. Thì cách đây 10 năm rồi. Không, phải đến 10 cách đây 10 năm mọi người ạ. Thì đến một cái khóa tu ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở trên Vĩnh Phúc ấy, thì em có tham gia, đúng rồi, tham gia 3 ngày mọi người ạ. Tham gia 3 ngày em chỉ phải đóng đúng 200.000 tiền phí di chuyển bằng xe ô tô thôi. Đúng 200.000 mọi người nhá. Tiền phí cách đây 10 năm 200.000 phí di chuyển bằng xe ô tô. Và em nói có sách mách có chứng luôn đây. Đây là những cái hình ảnh hồi đấy là dùng điện thoại để mọi người ạ. Nên chụp lại nó cũng mờ mờ. Đấy, đây là những cái video mà những cái hình ảnh mà em có đi tham gia. Thì em đang thấy hỏi là bọn em đi tham gia hồi đấy thì cũng không đến nghìn người đâu, cũng ít ít thôi. Nhưng mà ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thì rất là rộng, có một cái khu riêng cho nữ, một cái khu riêng cho nam. Đó, mọi người hỏi là sinh hoạt ăn uống như thế nào thì em cũng chia sẻ như thế này.
À, cơm ở chùa rất ngon mọi người ạ, rất ngon, đều là đồ chay thôi nhưng nó thực sự ngon. Bọn em phải dậy từ 3 giờ sáng để thay phiên nhau, à tức là có một cái chuông luôn đấy mọi người ạ, đúng giờ đấy là có chuông, là mọi người dậy từ 3 giờ sáng là để thay phiên nhau đi đánh răng rửa mặt vào để chuẩn bị 5 giờ dậy tập thể dục và ngồi thiền, ngồi đọc Phật Phật đấy mọi người. Đấy thì em thấy là cái khóa tu thấy đúng thật là hay thật mọi người ạ. Thì em không biết là đến bây giờ nó có còn được như ngày xưa nữa hay không, mà mới cái quy mô hàng nghìn người lại ở trong cái độ tuổi dậy thì, trong cái độ tuổi thanh thiếu niên, thì mọi người biết là cái tính chất của nó phức tạp như nào rồi. Thì em đang không biết là nó miễn phí ở chỗ nào, cái tình hình ăn ngủ giáo dưỡng nó như thế nào mà đến một tuần liền nhá. Đó, vì bọn em ăn thì đấy, đang kể tiếp cái câu chuyện là đi một cái khóa tu như thế thì đồ ăn rất là ngon. 5 giờ là mọi người đã bắt đầu phải ngồi thiền rồi. Em nói thật luôn là nhiều hôm ngồi còn vừa ngồi mồm vừa lẩm bẩm mắt kiểu gục xuống bởi vì quá buồn ngủ mọi người ạ. Đấy thì ngồi thiền xong thì mình lại bắt đầu là đi dọn dẹp vệ sinh, rồi nói chung là làm theo những cái hoạt động đó. Trưa mình lại đi ăn, ăn thì mình cũng phải xếp hàng lấy đồ ăn, rồi trước khi ăn mình cũng có phải đọc mời các thứ đó. Thì em thấy là đúng chuẩn một khóa tu, không có truyền giải những cái gì sai trái về về đạo đức, về đạo Phật cả, rất là chuẩn chỉ một khóa tu luôn. Nhưng đến gần đây thì không thấy nữa mọi người ạ, không thấy nữa, mà lại chỉ thấy là mọi người đổ dồn đến chùa Ba Vàng rất là nhiều và tận hàng tuần liền mà lại không mất tiền, cũng miễn phí. Thì em cũng không hiểu là nó là thực hư nó là như thế nào. Nhưng với những anh chị mà đang có con ở trong cái độ tuổi dậy thì, trong độ tuổi mới lớn như này, thì mình nên cân nhắc giúp em nhé. Bởi vì là khi bọn em đi học khóa tu này thì bọn em cũng biết rồi, mặc dù là chia nhau ra đấy. Có thể là ngày xưa của em thì cái thời đấy nó không như bây giờ. Đó, ngày xưa thì nó cũng kiểu như là chân chất hơn, thật thà hơn ấy. Đấy thì nam riêng, nữ riêng, hai khu cách nhau rất là xa mọi người nhá, rất là xa. Và cái nơi ngủ như thế nào đúng không? Là bọn em sẽ ngủ trong một cái như cái hội trường ấy, rất là rộng. Rất là rộng và mọi người trải đất nằm ở dưới đất thôi, rộng lắm mọi người ạ. Nữ riêng, nam riêng mà, rất là rộng và không có cái gì chung nhau cả. Không có một cái gì là chung nhau nam nữ cả, trừ khi là mình lúc mình ngồi học ấy. À, lúc mình ngồi để nghe các thầy để thuyết giảng ấy, đấy thì mình ngồi, nhưng mà cũng tách riêng chứ không có chung cùng ghế hay là phân ra làm hai khu luôn. Mặc dù cùng một ghế giảng đường nhưng phân ra làm hai khu luôn đấy. Nên là em thấy là đúng là tính chất của một khóa tu là mất có 200.000 thôi mọi người ạ. Còn đến chùa mình sử dụng dịch vụ gì thì mình dùng thôi, nhưng ở chùa cũng chẳng có dịch vụ gì đâu. Có ở ngoài thì người ta bán thêm bún chay ấy, thì ai muốn ăn thì ra ngoài ăn thôi, cũng có 20.000 một bát thôi. Còn không có thêm bất kỳ một cái dịch vụ cúng bái hay đặt lễ như nào, không có một cái gì cả. Bố mẹ cũng không phải đi theo. Đó, xe tập trung ở một địa điểm, ai đăng ký thì tự đến đấy thôi, chứ không có đi theo hay là đưa vào hay như nào, không có một cái gì cả. Thì em thấy là đúng tính chất của một khóa tu, nhưng gần đây thì lại không thấy nữa. Nó thì lại thấy là khóa tu của chùa Ba Vàng, và mọi người hiểu đi, là phải như thế nào thì mới dừng lại, mới chỉ hoãn lại một khóa tu, đúng không mọi người? Thì mọi người thấy rồi, sự xuất hiện của thầy không phải là ngẫu nhiên đâu mọi người ơi. Mọi người nghĩ lại xem, không phải là ngẫu nhiên mọi người nhá, tất cả đều có cái, tức là như một sự sắp đặt phải đến và phải làm thay đổi cái điều gì đó, đúng không mọi người?